bà khi mà ruột sắp tha khi sum sum đầy nữ mano sẽ chết tận à làm hà chỉ được chơi chung po sát tuổi bảy mười cơ ba đại miền sĩ đi cắt tay nhu chung po anh đại đại miền quân cứ chỉ bờ sông với ông ban đào nữ chung này à hà đào gọt làm cho năm cái lâu một mình sát tôi đi cứ tha ai chứ tụm nợ tụm nong cho mùi phóng niềm cùng sát chiết chung với sao lần tình tôi nữa rồi tình tôi khi này ắt nhiên lại chơi đôi tiền mẹ cầu bị ta đã chết đập cả hai mọi cái tôi trong này thì nhưng ta một cọp này nòm xìm xìm và sật tụi ni ai chết đạp tất nằm lô quay phía xa mà nô nếu phía đài phong chọn ao chui kêu mưa một cái nhóm phía đài bị thả miền cái chọn phước bạp dì dì được chìa về lô ấy chả đám cái thật tụi ni ai chọn một chui bàn mà mà sắp tụi ní cứ tha ở trong prey trong ở prey đá nhổ mơ gì nữa chúng buộc mà nô chúng lại xây bằng tay chúng tôi đôi chỉ cả dọc đây một co luôn rồi có nhân sắp chị sẽ đá có vấn đề sắp tụi ní mình đá bác bó nơi bác sáng ông này lời tam cao đăng rồi bỏ và đại dịch quân prum sự chiết nâng tám ca ăn kết to rồi bọc trong cả nà trong bà tôi thà tôi nê cứ miền sập hiệp mình sập bài chật đòi cả cặp rây rồi bọc nạ riêng đây ta chết tại cặp chô mình tích mà đong mà trong này rồi rồi hốt đò bắt bong nơi đám chơ đã chi chùm rô của bọc tụi này nạ, vẫn nâng, tài nơi miền chất chơ đầy hay lược sân cruốc nơi xài lược đại dịch quân đài trợ bàn phư chi phút chi sát mặt khai rô ca nhưng bàn ôi phụ tòm ba bàm bì nhẹ đọt tầy chẳng tức khi có cái đáy nâng ca tù tiền mơ tù tiền nâu ô tù tiền này ồ, bạn chẳng chẳng này chẳng nhỉ cũng chẳng cái bánh nhá nặn này rồi mình quay qua rồi cá giả này à như cá nhỉ ជាទួលការធ្វើបាបអំពីមនុស្សបាទអត់ខ្ញុំតែនិយាយអត់ដល់ជ្រឹកចិត្តដល់ហើយអានំបីអត់ដល់ដល់ឲ្យឃើញនៅទៅវិញបង្ហាញឲ្យឃើញនៅជាកតញ្ញូរបស់សត្វទួយព្រៃបាទ
chấm phuộc nộp đồng miền sạch đầy về ta chấm phuộc kì Tôi mà chui lục Đỡ máu mọc cái đá đi con. À đi bao mồm bắt ra mình. Con ơi. บายบายบายบายสมุยบ้องมวยนางลีซอตาอ๋อบกุนเด้อขอบคุณอ๋อบกุนอ๋อบกุนนาทีวีบ่ลีตังปีนี้นะสุขสบายอ่ะบายบายผู้เอ่ยจิตខ្ញុំបានសบายរីមួយខណៈធំបន្ទាប់ពីមានការក្រៀមក្រំអនុត្តសោដល់ពពុះសត្វទូចនិងសត្វព្រៃទាំងឡាយ ដែលឈ្មោះទៅរកការបាត់បង់នៅជំរកដ៏សុកសានដែលធ្លាប់តែទទួលនៅការបិបាច់រសាអំពីព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះបន្តិចម្ដងគួរឲ្យសង្វេគជាពុនពេក